chân. Chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh học sinh cùng các bạn sinh viên EBBA đã đến tham dự buổi lễ tổng kết một năm hoạt động và khai giảng năm học mới của chương trình cử nhân quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh ngày hôm nay. Xin cảm ơn nhóm nhảy cùng đội xếp chữ đã mang đến một luồng không khí khởi đầu vô cùng sôi động qua những màn trình diễn đầy ấn tượng. Và để không khí thêm phần thân mật, cho phép Mỹ Anh hỏi Đạt một câu. Rằng cảm xúc của Đạt hiện nay, ngay tại giây phút này, khi lên sân khấu ngày hôm nay ra sao?